Của Chúa. Vậy cha, vậy cha là con được là ba ơn lúc. Là đầu tiên là con bị u nước, u nang ở giáp thận 12mm. Con vân vân cho đi khám ở bệnh viện Bạch Mai là mất 4,9 triệu. Thế thì con trai con mới cho con vào đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Thế thì lúc sáng con bảo con mẹ uống thuốc đi. Con uống 7-8 viên thuốc, uống xong con cứ náp lộn ra đi. Thế con bảo hay là vào đây uống thuốc. Và đối với Chúa sao lại mình uống thuốc của đời. Con không chưa con không uống nữa. Tối con uống nữa, cha đặt tay con thấy dịu. Ngày mai con ra con từ 5 giờ sáng cho đến 11 giờ con ăn cơm xong con tất tưởng con lại chạy ra đi. Con đồng nguyện cho đến tối, con đi về con không uống thuốc nữa. Con nằm xong mai là cháu nó lại cho đi vào chỗ các cháu ở trong Lâm Đồng. Thế con nằm với con cháu thì con cứ đi tiểu mấy nhiều cả đêm. Con bảo cháu ơi cô được ơn rồi sao, bụng con kẹp luôn đến sự sống luôn. Đấy đến khi con về con đi khám, con cho đi khám tổng quát. Con bảo chị khám bụng xem nó làm sao. Khám bụng thì họ bảo vùng bụng lên, bụng con nó cứ ghép đến xung sống này. Họ bảo tôi có cái vùng 12 phân sau, bây giờ không có à, bảo có gì đâu. Họ mắng con vậy. Thế là chưa tin, đến khi con đi khám ở bệnh viện 1-8 nữa, về con biết tin, biết tin là con được ơn. Đấy. Hallelujah. Mày, hallelujah. Cái gì vậy các bạn ơi? Hallelujah. Rồi, ơn thứ hai. Ơn thứ hai là ông chồng con là bị náo 10 năm nay rồi. Thế thì là cái đường ruột và đường đi đại tiện này là nếu như kiểu không van đấy, cứ chảy ra như thế này, con khổ lắm. Thế thì con vào đây con xin thì về đã biết là cho tao đi đái đi, cho tao đi đại tiện rồi. Hallelujah. Thế cái van nó hoạt động rồi. Hallelujah. Rồi, ơn thứ ba. Ơn thứ ba là anh trai thì bị cũng đại tiện là coi bệnh đường tiết liệu, không đi tiểu tiện được. Thế thì ngày thứ sáu là anh không ăn cái gì hết. Anh 78 tuổi thì lên thăm anh thì bảo chị là thôi cho anh về đi, không lôi được anh đâu. Về em đi vào lòng Chúa thương xót, em xin cho anh. Thế là vậy, bây giờ về lại được mấy hôm là anh ăn ngày 4 bữa và bảo là tao ăn tao lên có 52 cái lên 60 cân rồi. Hallelujah. Lời tôi gửi tặng cho anh ấy cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Lời gửi cho nhà có máy nghe giảng chưa? Con vẫn có rồi ạ. Con vừa mua xong con mua lấy rồi ạ. Và con đi con giờ con đến đây. Đây gửi tặng cho chị cái CD 40 bài cầm CD. Không có nhà không có điện đầu đĩa. Rồi tặng cho cái quạt rồi. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Cho người khác. Xin tí nữa.